Ui mẹ ơi, thính rơi, chạy nhanh chạy nhanh. Đấy, anh em đứng gọn lại không thính rơi. Chết toi bây giờ, ui rồi. Mày điều ơi, bắn nổ xe đi này. Bắn cẩn thận nhá, không bắn vào người nhau. Ui, lỡ tay bắn vào bạn kia. Cơ bản bạn ấy lại cứ đứng ở trước đầu mình, thế là không được rồi. Ui, anh em lại thấy nó vãi trưởng chưa. Ui mẹ, mới thật là bắn tôi đây. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sông ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốcsikẹo.vn, uy tín chất lượng nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì video ngày hôm nay sẽ là một video vô cùng thú vị. Đấy, các ông thấy không ạ? Hôm nay thì mình đã rủ anh em quân đoàn. Thì nói chung là tất cả anh em sẽ phải đi kiếm xe, sau đó là dồn xe lại một chỗ và để phá hủy xe anh em ạ. Nhà giàu có điều kiện mà lại ui vãi cả trưởng, ông nào lái xe ngáo thế. Ui giời, đừng dụng bông keo thế, anh mà độn thổ thì vãi cả trưởng. Rồi nha anh em ơi, tôi là bây giờ tôi phải kiêm luôn cái nhiệm vụ là thợ gỡ xe đây. Cơ bản là người anh em này kiểu lái xe ngáo quá, lái thế mi ăn hào xe mắc kẹt vào đây các ông ạ. Tôi nghĩ là vẫn gỡ được. Đấy, nói chung là hãy cứ tích cực quay tay, vận may sẽ đến thôi anh em. Ui, gỡ cái xe này mệt vãi trưởng, xe bánh nó không nhúc nhích anh em ạ. À, tôi nhớ ra rồi, có một cái cách đấy là các bạn hãy cứ vào xe, sau anh em lại ra khỏi xe, kiểu gì cũng gỡ được. Đấy, ui rồi ôi, kinh nghiệm mà lại. Rồi nhá, nói chung là anh em cứ xếp gọn xe nó lại. Đấy, tí chúng ta tiêu hủy cho nó dễ anh em ạ. Đấy nhá. Vâng, hiện tại thì tất cả anh em cũng đã tụ tập được khá là nhiều xe. Nhưng mà thế này thì nó vẫn chưa đủ anh em ơi, vẫn đang còn ít lắm. Thế này thì không đáng bao nhiêu cả. À được rồi, nói chung là anh em nào mà rảnh thì tiếp tục cùng tôi đi kiếm thêm xe này. Ông nào rảnh đi không? Này, anh em, được rồi đi nhá. Đây. Ơ không đi à? Rồi cũng được, nói chung là anh em bạn nào đi cũng được, anh em tự chia nhau ra đi. Các ông cứ lấy xe Lamborghini này mà chạy này, nhiều xe mà. Đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm thêm xe anh em ạ. Nói chung thì hai người các bạn chung một xe thì các bạn kiếm xe nó cũng nhanh thôi. Thì có gì là một người lấy con xe còn lại và di chuyển này, ok. Chúng ta đã kiếm thêm được một con xe máy anh em ạ. Lấy đi em ơi. Tôi bây giờ là chẳng khác gì một tài xế lái taxi cả câu ạ. Đấy, vào trong game để đi lái taxi, thế nó có vãi trưởng không? Thì nói chung là tôi sẽ quay trở về cái thung lũng để có thể là đón thêm anh em đi kiếm thêm xe. Nào, thế bây giờ là anh em nào đi này? Nhanh nào, anh em nào cùng tôi đi kiếm xe nào. Ừ được rồi, ok nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục để kiếm thêm xe. Làm sao cho anh em dồn nhiều xe ở thung lũng một tí ấy, thì chúng ta phá hủy cho nó đã. Và ở đây, chúng tôi quyết định là chúng tôi đã vượt bo ra ngoài để kiếm thêm xe, bởi vì là mấy cái khu vực trong bo nó thu lại hết rồi. À, xuống lấy xe đi em. Đây, tôi chuẩn bị lại quanh đầu lại thôi. Đấy, công việc thì chẳng khác gì một tài xế taxi cả. Nói chung là cứ chở người này xong lại chở người nọ đi kiếm thêm xe anh em ạ. Lâu lâu thì mình thấy là làm một cái video thế này. Ui, lái xe ngáo thế. Nói chung là làm một cái video gọi quân đoàn này đi kiếm xe. Đấy, xong rồi đi phá hủy anh em ạ, để thể hiện cái độ dích của Sĩ Kẹo. Thì nói chung là nó khá là vui. Bình thường thì các bạn tham gia mấy trận đấu chúng nó bắn cho chỉ có nước là chạy SML đấy, chạy sấp mặt luôn. Hôm nay quân đoàn anh em giao lưu vui vẻ tí. Được rồi nhá. Bây giờ tôi thấy là này, anh em nói chung là cũng đã kiếm được khá là nhiều xe. Ui rồi ôi vãi cả trưởng này, các ông nhìn thấy chưa? Trời ơi, xe máy này, xe quân đội này, xong là bắt đầu là xe xanh hai chỗ này, đủ các thể loại luôn. Ui, vãi trưởng thế. Anh em thử đếm xem là có bao nhiêu chiếc xe. Riêng mình là mình hơi lười, thế nên là thôi mình khỏi đếm. Ông nào lôi được cả con xe Monster Truck vào đây. Ui hay quá. À đây, thế là bây giờ tôi phải chuẩn bị đi giải cứu đồng đội anh em ạ. Cái thằng Tây Dũng nó tham quá anh em. Nó tính là một mình nó là phải kéo ba con xe về phía thung lũng, nên là cứ chạy xe một đoạn là nó lại bắt đầu nó đổi sang xe kia, nó chạy lại, nó lại lái. Khá là vất vả, tôi phải đi tìm nó các ông ạ. Rồi nha. Đây, chắc là mình chạy lên trên này đi. Nó bảo là nó đang ở phía đèo đá mà, nên là chúng ta cũng phải đi qua cái khu vực cổng trời này một tí nhá. Yes. Được rồi. Đấy, các ông thấy chưa ạ?
Vãi trưởng, tôi phải kêu gọi cái anh em ra để giúp đỡ này. Thế được chưa? Ôi, xong rồi à, xong rồi à? Úi dồi ôi, sao tông bạn ấy thế? Anh em trong quân đoàn là phải đoàn kết với nhau, chứ ai lại tông nhau kiểu đấy. À, trên này có một con xe máy nữa nè. Vâng, đó tôi cùng với anh em lại tiếp tục lái xe quay trở về phía thung lũng. Ui vãi trưởng nhờ. Anh em lái xe đừng có tông nhau, xe nó hỏng. Chúng ta phải để cho xe nó mới anh em ạ. Đấy, xong rồi tí nữa gọi drone thính phá hủy mấy con xe mới thân này, nó mới sung sướng đúng không nào. Chứ còn là toàn mấy con xe bốc khói thì tính tiền gì. Đây, các ông ạ, tôi lái rất là nghệ rồi. Đấy, cứ đâm thẳng xuyên thủng, lái cực kỳ nhẹ nhàng. Úi dồi ôi, này nhá, lái hơi bị lụa đấy. Anh em thấy bẻ lái gắt không? Đấy, tôi tiếp tục dựng thêm con xe của tôi vào đây, dựng cho nó gọn gọn tí anh em. Úi dồi ôi, đấy, anh em đã vừa kiếm được thêm xe khá là nhiều. Từ xe máy này, đủ loại anh em, Lamborghini, xe bán tải này. Nhưng mà Monster Truck mới chỉ có một con thôi. Đấy, nói chung là Monster Truck thì cái số lượng của nó hơi bị ít. Đơn giản nó là xe thính mà anh em, lâu lâu thì nó mới rơi thôi. Rồi nha, máu này, hôm nào thiếu máu thì ra đây mà lấy máu này. Không, tôi thấy là mấy anh em hay tông nhau, bắn nhau, nhầm lẫn là hơi bị nhiều ấy. Đấy, coi như đấy là máu miễn phí nha, cắm cờ vào đấy rồi. Thằng nào thiếu máu thì tự rác ra mà lượm. Không có nhiều đâu, chỉ có 4 tí máu thôi. Hiện tại thì kẹo sẽ đứng tại đây, chờ cho anh em tụ tập đông đủ thì chúng ta phá xe đấy. Nó phải có tổ chức đàng hoàng chứ cái gì đấy. Thế méo nào, ừ, anh em lái xe, có mấy anh em kiểu lái xe ngáo vãi cả trưởng, lộn ngược xe đủ thể loại. Ôi đừng, anh em đừng có dựng bông keo vào xe nó độn thổ bây giờ, mất xe bây giờ. Ui dồi ôi, anh em nghịch dại thế. Đã bảo là hôm nay chúng ta sưu tầm xe cơ mà. Ui, cái gì đấy? Ông nào lại làm cả con xe kia nó lộn ngược vậy? Cái đậu xanh. Ui dồi ôi, nó có khác gì một cái đống dân tị nạn không anh em? Đây này, ông nào làm ra cái thể loại này đây? Vãi lúa thật. À, được rồi, bây giờ là chúng ta phải sắp xếp là mấy con xe này gọn lại một chỗ đi. Đấy, xếp cho nó gọn gàng và đàng hoàng. Ui, cái đệnh mệnh mình tính vào con xe máy mà, sao có toàn lỗi nhở? Kiểu nhiều xe quá anh em ạ. Chạy đi đâu cũng thấy chữ lái xe, nên là lựa chọn xe để lái cũng là một điều khó khăn. Mẹ thần nào cứ chém tao thế. Vãi lúa, anh em lại cứ đòi chém chủ quân đoàn là như nào nhở? Này, anh em ném hết drone thính vào. Đấy, đã đến giờ hoàng đạo rồi, khai hỏa nhanh. Bạn nào mà xài được drone thính ném hết vào. Bây giờ là chúng ta đến với tiết mục phá hủy xe, không trêu đùa gì nữa. Vâng, thính đang chuẩn bị rơi. Tôi đã phải cắm nguyên cái cờ gọi là sĩ kẹo vào đấy để cho anh em gọi là ra lệnh cho các bạn ấy ném hết drone thính vào. Thế nên là anh em ơi, hôm nay kêu gọi cả quân đoàn ra làm clip cho anh em xem. Các bạn đừng tiếc một lượt like, anh em nhấn like, các bạn đăng ký kênh giúp mình nhá. Ui mẹ ơi, thính rơi, chạy nhanh. Đấy, anh em đứng gọn lại không thính rơi. Chết toi bây giờ, ui rồi. Ơ, sao mới chỉ có 5 cái thính đã kêu gọi cho anh em ấy ném drone thính đồng loạt rồi cơ mà. Hình như là vẫn còn vài cái thính nữa đang rơi anh em ạ. Ui rồi, anh em nhìn thấy không ạ, quân đoàn mình chơi khá vui vẻ và đang chờ thính rơi nhá. Rồi nhá. Ơ, thằng nào đây? Dựng xe gọn vào. Ui, thế méo nào lại đưa xe đi ra ngoài thế? Được chưa anh em, thính rơi này. Ui dồi ôi, thế này không thấm anh em ơi. Phá hủy xe bằng cách này hơi toang anh em ạ, nó không thấm lắm đâu. Ơ, ông nào dựng cả bông keo lên trời này, bá đạo vãi cả trưởng. Ui, anh em lắm trò quá nhỉ. Được rồi, bây giờ thế này nhá, các bạn mà ném thính này nó không thấm lắm đâu, tôi nghĩ là anh em hết mẹ thính rồi. Nên là đơn giản thôi, bây giờ là chúng ta chuẩn bị phá hủy xe đi. Được chưa ạ? Mà tôi phải lên trên này cái anh em ạ. Xin thẳng dụng cái bông keo. Ui chết mẹ rồi, nó ném trên xe nhưng mà bông keo nó ở dưới đất. Thôi, toàn rồi. Thế này chắc anh em nào lấy mất bông keo của tôi rồi. Đậu xanh. Còn bạn nào có bông keo không, cho anh chém bông keo nào. Ui dồi ôi, anh em làm rất nhiều những thể loại. Đấy, xe và thính một mớ luôn. Thôi bây giờ nhá, không có dựng bông keo bông kiếc gì hết, phá xe đi. Mấy đứa ơi, bắn nổ xe đi này. Bắn cẩn thận nhá, không bắn một người nhau. Ui, lỡ tay bắn vào bạn kia. Cơ bản bạn ấy lại cứ đứng ở trước đầu mình, thế là không được rồi. Ui,
anh em lại thấy nó vãi trưởng chưa? Ui, mẹ, mấy thằng nào bắn tôi đây? Rồi nha, ui, còn mấy con xe chưa nổ đấy, bắn nổ nốt đi, ui, cho nó máu này. Đậu sai, anh em thấy không ạ, quân đoàn là hơi bị rảnh rỗi. Dũng, nhanh xuống xe, tặng nướng thịt mày giờ. Ôi, ui, xuống nhanh Dũng. Thằng thấy Dũng TV nó không thèm xuống luôn anh em ạ. Rồi nha, thế là còn con xe nào chưa phá hủy không, anh em phá hủy nốt đi. Ui, vãi. À, anh em nào bắn tôi đấy, cái gì vậy trời? Ơ, lại trò gì đây? Ui, thôi, anh em nào toang rồi kìa, đồng đội của ai ra cứu đi. Tôi đang mở team đua cho anh em mà. Đây rồi nhá. Hiện tại thì kẹo đã có 79 rồi nhá. Này mấy đứa ơi, bây giờ nhá, anh bảo này mấy đứa ơi, tập trung hết lại một chỗ đi. Mèo hiểu sao, ông nào gọi thính lạc loài thế, anh em gọi từ lâu rồi bây giờ mới gọi, vãi lúa không ạ? Ơ, hoa sẵn dựng bông keo này phá đi. Anh bảo đang có trò cho anh em chơi mà lại phá đi. Đừng có dựng bông keo nữa, được chưa? Đây này, anh cầm 79 này. Ui mẹ thằng Dũng kia, mày làm gì đấy? Ui cái đấy, anh em cứu tôi đi. Ui gấu cứu anh. Thế là bây giờ các ông có nghe lời trưởng quân đoàn không? Tôi lại kích hết các ông ra khỏi quân đoàn bây giờ. Được rồi nhá, anh em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Đứng hết lại một chỗ này. Đây bắn 79 nhá, mãi là anh em bạn nhá, sau này sướng khổ cùng nhau nhá. Ui ui rồi, ui rồi, ui rồi. Wow, toang. Ơ thế méo nào đã gọi anh em kiểu như là anh em cùng đoàn kết cùng chết chung rồi mà mấy thằng này. Ui rồi ôi, mấy thằng này lại chơi lỉm rồi anh em à. Thôi nhá, hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em sau nha. Đừng quên nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kẹo nhé. Bye bye.